rừng thiêng không mọc tóc, quân xanh màu lá xứ oai hùng, mắt chừng gửi mong qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơ, dài dáng biên cương ngôi mộ biên sứ, chiến trường đi cho tiếc ngày xanh. Bao thay chiều anh về đất cho má gầm lên, khung đồng hành ngồi khung đồng hành, khung đồng hành ngồi khung đồng hành, tây tiên tây tiên tây đi không hẹn ước, người đi không hẹn ước, người đi không hẹn ước, đường lên thăm thầm một chia phôi là một chia phôi, ai lên tây tiên mùa xuân ấy, hồn về sầm lửa không về xuôi, ai lên tây tiên mùa xuân ấy, hồn về sầm lửa không về xuôi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video bài giảng về tác phẩm Tây Tiến. Tuần này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần 3 và phần 4, cũng là hai phần cuối cùng của bài thơ. Phần 3 bao gồm 8 câu thơ tiếp theo. Ở phần này, Quang Dũng đã đưa ống kính về cận cảnh để dựng lên bức chân dung người lính Tây Tiến với cái chết đậm chất bi tráng của họ. Tây Tiến đoạt binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt trừng gửi mộc qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơm, rải rác biên cương mồ miệt xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc đồng hành. 4 câu thơ đầu là bức chân dung của người lính Tây Tiến. Bức chân dung ấy trước hết được tác giả khắc họa ở vẻ bề ngoài. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng. Hình ảnh không mọc tóc là một nét vẽ vừa chân thực lại vừa kỳ lạ. Nó vừa làm toát lên cái hiện thực gian khổ mà người lính Tây Tiến phải chịu đựng. Sự đói khát, thiếu thốn, bệnh tật đã làm cho người lính rụng hết tóc. Nó lại vừa làm hiện lên trước mắt chúng ta một đội quân độc đáo có 102, cả một đoàn quân không mọc tóc. Hình ảnh quân xanh màu lá cũng rất đa nghĩa. Nó có thể đơn giản chỉ là sự miêu tả màu sắc của những bộ quân phục, nhưng đó cũng có thể là một cách nói vừa thương cảm lại vừa hài hước về màu da xanh xao, dáng hình tiều tụy, là sự đồng hóa màu da với màu quân phục của những người lính Tây Tiến oai hùng. Tuy nhiên, dù bệnh tật, dù thiếu thốn, người lính vẫn hiện lên với tư thế hiên ngang, bất khuất. Điều đó thể hiện ở cách nói chủ động, không mọc tóc, ở hành động mắt trừng gửi mộng. Dù trong hoàn cảnh nào, người lính vẫn giữ được nét oai phong lẫm liệt, giữ oai hùng, khiến cho quân thù phải bạt vía kinh hồn. Bên cạnh vẻ bề ngoài, Quang Dũng còn làm nổi bật phẩm chất bên trong của người lính Tây Tiến, thể hiện ở hai chữ mộng và mơ. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơm. Mộng là hoài bão, là chí lớn của Trang Nam Nhi. Mắt trừng gửi mộng qua biên giới là khát vọng đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, khát vọng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Mơ lại thể hiện sự lãng mạn, hào hoa của người lính. Bên cạnh chí lớn của thân nam tử, người lính Tây Tiến cũng là những con người bình dị, có những khát khao hạnh phúc rất đời thường. Đêm mơ Hà Nội giáng kiều thơm, một câu thơ thật nhẹ nhàng bay bổng, cho thấy nét hào hoa, lịch lãm, đa cảm của những chàng trai Hà Nội. Nó cũng gợi ta nhớ đến những vần thơ ngọt ngào của Nguyễn Đình Thi. Những đêm dài hành quân nung nấu, bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu. Ở 4 câu thơ tiếp theo, Quang Dũng đã bày tỏ nỗi lòng mình trước sự hy sinh của những đồng đội Tây Tiến với ngòi bút mang đậm tinh thần bi tráng. Rải rác biên cương mồ miễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Bi ở đây là buồn, là đau thương. Quang Dũng đã không ngần ngại nhìn thẳng vào hiện thực khốc liệt ở chiến trường những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Cái chết của người lính không khỏi khiến cho lòng ta đau đớn qua những hình ảnh,
rải rác biên cương mộ viễn sử, áo bào thay chiếu anh về đất. Những nấm mồ cô đơn nằm rải rác ở những vùng đất xa xôi, từ Hán Việt viễn sử gợi lên cái hoang vu lạnh lẽo của những nấm mồ xa quê hương, xa gia đình, quanh năm không người hương khói. Hình ảnh áo bào thay chiếu là một cách nói nghịch lý, thể hiện sự thiếu thốn đến tận cùng của người lính. Lúc nằm xuống lòng đất mẹ, họ không có lấy một manh chiếu bó thây, bao bọc thi thể họ chỉ là bộ quân phục sờn bạc vì dãi dầu mưa nằm, sạm đen vì khói lửa chiến trường. Ngược lại với bi là tráng, tráng ở đây là hào hùng, mạnh mẽ, lạc quan. Viết về cái chết, nhưng ngòi bút quang dũng không hề rơi vào cảm giác bi lụy, mềm yếu, tuyệt vọng. Trái lại, vượt lên trên tất cả sự mất mát, ta vẫn cảm nhận được một chí khí mạnh mẽ, thúc giục, cổ vũ, cảm nhận được âm hưởng của một khúc ca hùng tráng. Âm hưởng hùng tráng ấy được thể hiện ở hành động quyết tâm ra đi vì đất nước, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Đời xanh là tuổi trẻ, với biết bao nhiêu ước mơ khát vọng tươi đẹp còn chưa thực hiện. Thế nhưng, đặt số phận tổ quốc lên trên số phận cá nhân, người lính thể hiện thái độ ra đi dứt khoát, chẳng tiếc nuối gì. Âm hưởng hùng tráng ấy còn thể hiện ở cách nói nghịch lý, áo bào thay chiếu. Cùng với các từ Hán Việt như biên cương, mồ viễn sử, cách nói áo bào thay chiếu gợi lên sự trang trọng thiêng liêng, làm mờ hóa hiện thực gian khổ. Nó gợi lên trước mắt ta hình ảnh những tráng sĩ thuở xưa ra đi vì chí lớn, nguyện xả thân giữa chốn xa trường, dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, ngàn xác này gói trong da ngựa cũng nguyện cam lòng. Âm hưởng hùng tráng ấy còn thể hiện ở cách nói giảng về đất. Cái chết đối với người lính Tây Tiến không phải là sự ra đi, mà chỉ là sự trở về. Đó là chuyến quay về với môi trường thân thuộc gần gũi. Cách nói ấy làm cho sự mất mát trở nên thật bình thản, nhẹ nhàng. Sự hy sinh của người lính lại được đặt trên bối cảnh của thiên nhiên bị kích động dữ dội, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Con sông Mã đã đồng hành với người lính suốt mọi nẻo đường biển Tây Bắc. Qua thủ pháp nhân hóa, nó không còn là con sông vô tri, mà đã trở thành một người bạn vĩ đại, bí ẩn nhưng gần gũi với binh đoàn Tây Tiến. Và giờ đây, khi người lính ngã xuống, con sông như thay hồn sông núi, cất lên tiếng gầm thét dữ dội. Tiếng gầm thét chất chứa sự tiếc thương vô hạn đối với người lính, đồng thời cũng chất chứa nỗi căm thù tột độ đối với kẻ thù. Phần cuối cùng của bài thơ bao gồm 4 câu thơ. Quang Dũng đã khép lại thi phẩm đặc sắc nhất đời mình bằng một lời thề sắt son với miền Tây Bắc và binh đoàn Tây Tiến. Tây Tiến người đi không hẹn ước, đường lên thăm thẳm một chia phôi. Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy, hồn về sầm ngứa chẳng về xuôi. Những câu thơ mang âm hưởng hào hùng, nhịp điệu dồn dập như bước chân hăm hở ra đi giết giặc lập công của người lính Tây Tiến. Đã ra đi là đầu không ngoảnh lại, là không hẹn ước, là thăm thẳm một chia phôi. Chưa đánh đuổi xong kẻ thù thì không mơ tưởng về quê hương, hồn về sầm ngứa chẳng về xuôi. 4 câu thơ gợi ra hình ảnh của những tráng sĩ thuở xưa nguyện ra đi vì chí lớn chưa thành thì không bao giờ trở lại. Lời nguyện thề ấy làm ta nhớ đến những câu thơ tuyệt bút của Thâm Tâm trong bài Tổng Biệt Hành. Đưa người ta chỉ đưa người ấy, một dã gia đình một dựng dưng, ly khách con đường nhỏ, chí nhớn chưa về bàn tay không, thì không bao giờ nói trở lại, 3 năm mẹ già cũng đừng. Với cảm hứng lãng mạn và ngòi bút tài hoa, Quang Dũng đã khắc họa thành công hình tượng người lính Tây Tiến trên cái nền cảnh thiên nhiên núi rừng miền Tây hùng vĩ, dữ dội và mỹ lệ. Hình tượng người lính Tây Tiến mang vẻ đẹp lãng mạn, đậm chất bi tráng sẽ còn sức hấp dẫn lâu dài đối với người đọc hôm nay và mai sau. Thưa các bạn, bài giảng về tác phẩm Tây Tiến của Quang Dũng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.